sẽ tháo cái đầu bên kia qua. Đây cũng vậy. Cũng có một cái tàu đi vô. Cái này có thể là cái bóng này có thể là câu hai đầu điện, hai đầu là một, đầu kia hai câu là một thì nó sẽ sáng. Mình để coi bao nhiêu con nét sau đây đập ra thì chúng ta sẽ đập đó. Mấy đó, bây giờ mình sẽ hơi lửa.
cái này là cái đầu vào nè, qua hai mấy con điện trở rồi qua cái này là diode, đầu ra cũng có một cái cầu chì, rồi nối vào con led thôi, led thì nối tiếp. Tổng cộng có bao nhiêu con led nha? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 9 30 31 23 24 25 26 27 28 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 5 3 5 4 5 5 6 5 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 11 12 13 14 5 6 7 7 8 7 8 điểm là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 và 26 con. 26 con. Nó biết em như thế nào, nó nói luôn á, nó nói trời đi, nó mừng quá, nó tìm được em, mà nó có cái ngày nó nói em chứ trời. Do cái điểm này thì nó hai cái tụ, một cái tụ này bên đầu này, tụ này bên đầu kia. Ok, vậy mình sẽ vẽ lại sơ đồ cho các em nha. Bây giờ cái sơ đồ của cái này để mình biết để sau này có ai mà mình làm thì mình cứ căn cứ vào sơ đồ để mình làm. Ok, bây giờ mình sẽ vẽ nha. Đầu tiên là cái điện thế đi vào nè, nó sẽ qua cái con này, là cái con gọi là cái con bảo vệ quá áp nha. Con này là con bảo vệ quá áp, quá dòng, à, nhiệt độ, quá nhiệt độ. Khi nhiệt độ nó cao, cái này là nó là 115 V, 115 độ C và 2A. Cái dòng nó quá 2A thì nó sẽ đứt. Và 112 V độ C này con giống như con bị giở cầu trì vậy đó nha. Thì bây giờ không, em cứ nói chuyện bình thường đi, tại anh ở đây anh dạy học trò mà. Cứ nói đi, anh dạy học trò của anh học điện tử, học để sửa máy đó. Sửa cái gì? Sửa anything hết á, không có cái gì không sửa, tại nó tên dạy cơ bản đó mà. Sửa người được không? Chắc không á. Sửa người chắc anh không có cái khả năng. Sửa người. Đó anh cũng có đi học rồi nhưng mà sửa không được. Sửa người chỉ có nó tự sửa thôi phải không chị? Giỏi chứ. Đúng rồi. Em nói đúng, tại vì nó có những cái nhiều cái đề tài, nhiều cái lời nói mà ta gom lại á, thì người ta rút ra một cái kết luận á, là mình không nên, có nghĩa là mình tự sửa mình á. Gì đó, để cho người ta nghĩa là thay đổi thái độ, là thay đổi cuộc đời á. Là nó là tự mình. Em cũng tự biết có những cái hồi trước em cũng không tốt thì em tự sửa. Mình phải tự mình tốt lên. Còn đúng rồi, mình tự mình tốt lên là mình đã sửa người ta rồi đó. Mình chấp nhận được mình không có được tự ái, không được quê, không được này kia thì mình mới sửa được. Đúng rồi. Bây giờ nè, cái này là qua cái con này ha. Cái đây là cái chui nè, cái chui điện, cái chui điện bên đây nữa, thì cái chui điện này nó không có tác dụng gì hết á, nó chỉ lấy một cái chui này thôi. Con này bảo vệ qua dòng áp ha. Cái con này con điện trở nhiệt đấy ha, VR nha, 115 độ C và 2A. Thì con này á sẽ đi vô trong đây nè. Đi đầu tiên là nó qua hai cái tụ để nó cản bớt dòng lại. Cái tụ này thì chút xíu nữa mình sẽ ghi lại cái tụ này là bao nhiêu microfarad nha. Rồi, cái này thì nó sẽ có một cái con diode nè. Diode nè, cái đầu này là cái đầu cộng nó quay đi vô, còn đầu trừ bên đây nè ha, trừ, đây là cộng. Bên đây cũng vậy. Bên đây đầu cộng, bên đây đầu trừ. Thì nó cái điểm này ra nè. Các bạn thấy cái điểm này ra thì nó sẽ có là cộng và trừ. Nếu mình cấp điện vào đây á, bao nhiêu volt thì ra đây nó bao nhiêu volt thôi. Ok chưa? Còn hai cái tụ này nè, hai cái tụ lọc nhiễu thôi. Lọc nhiễu, vẫn có thể là 104 gì đó chẳng hạn. Để chút xíu mình đo mình sẽ ấy luôn. Mình sẽ nói với các bạn luôn ha.
Rồi bây giờ cái điểm cộng này nè, nó sẽ nối với những con led này nè. Đó. Thì nối với con led này là một con led, hai con led và tới 26 con led nha, 26 con led, 26 con led. Nguyên cái đoạn này nè, 26 con led. Và tiếp tục từ đây nè các bạn. Từ điểm này nè. À, từ điểm này nè, nó sẽ nối vào trong này. Được chưa? Dạ. Rồi tiếp tục. Tới đây á. Tới đây. Ở bên này á thì người ta sẽ có một cái 26 con led nữa. 26 con led. À, đây là nó sẽ nối vào đây. À. Và cái này là chỗ này nè các bạn, chỗ này nè. À, hoặc là chỗ này chứ, chỗ này nó sẽ nối vào đây. Ở đây là nó không có nối vào nha. Tiếp tục. Rồi. Tiếp tục. Đây 26 con led nối tiếp với nhau. Điểm này ở đây thì nó nối vào đây nè. Và điểm này sẽ nối vào đây. Rồi, thì nó có ba đoạn như thế này nè. Ba đoạn như thế này thì qua bên tới bên đầu này. À, bên tới đầu này. Điểm này nó bị đứt ha. Điểm này nó bị đứt nè. Bên tới đầu này thì đầu này thì à, đầu này thì sẽ đi ra ha. Đầu này thì các bạn thấy nè. Chỗ này nó có con diode đi vào. Chỗ này à, sẽ có con diode đi ra. Chưa? Diode đi vào đi ra. Và hai cái điểm này nè, nói chung là với nhau. Và đưa ra một cái cầu chì. À, force. À, cái cầu chì. Tới đây là lại ấy rồi ha. Tới đây nha. Đây đi. Và đây cái cầu chì. Cái điện trở này là cầu chì nha, chứ không phải điện trở nha, ký hiệu là F1. Rồi. Đi ra ngoài đây á là một cái con à, con điện trở nhiệt này nè ha, VR này. Cũng y như là con VR này ha, 110 15 độ C và 2 ampere. Ok, vậy thì các em thấy cái này vỏ trống ha. Rồi ra đây thì sẽ có một cái cọc này ha. Ừ. Rồi cái cọc bên đây thì nó trống. Ok. Vậy thì cái mạch điện của mình là gì nè. Mình muốn sửa nó thì nó cũng khá là phức tạp. Nhưng mà mình vẽ nó lên thì cũng thấy nó là đơn giản đúng không? Không có cái gì đó là phức tạp hết. Ví dụ như trong quá trình xung đột điện thì nó đứt cái con này nè. Thì các bạn sẽ chỉ nối con này qua đây luôn. Nha. Yeah. Nó này luôn, để an toàn thì các bạn thay cái con này là con mới. Nếu không thì các bạn sẽ nối liền qua nhau cũng vẫn chạy được, hoặc nối liền qua đây cũng chạy được ha. Và hư một con led thì các bạn có thể nối liền thì đèn chúng ta sáng hơn, à, có thể là mau đứt hơn. Rồi cầu diode thì chúng ta sẽ đo được nó, diode chỉ có một chiều ha, dẫn điện một chiều thôi. Và cái có cái câu này để cho các bạn dễ nhớ là diode chỉ có một chiều, làm trai quân tử thì yêu lần thì chỉ có yêu một người. Ok, ghi vô dễ nhớ ha. Rồi vậy thì mình sẽ đo cái tụ này có bao nhiêu ha. Đây là cái đồng hồ, đồng hồ đo tụ nè. Ok, mình sẽ đo tụ. Cái tụ này trước tiên mình sẽ đo hai cái tụ này có bao nhiêu ha. Chín nó coi như 20 đi ha. Coi là 15, còn 17 nó coi như là 105, đây là 105. Còn mấy cái tụ này coi tụ nhỏ nhỏ nó hiểu hay là bao nhiêu. Cái
này là 220 mấy nano farad. Còn thằng này hai cái tụ nó nhập lại thì được khoảng 10. Ừ, 17-18 nano farad. Thì một cái nó khoảng cỡ 35 nano farad. Ok. Đó là mình đo vậy thôi, trên thực tế bên ngoài thì mình không cần phải đo. À. Rồi bây giờ xong rồi. Đây mỗi ngày một mạch điện.